Chào mọi người, tiếp nối vị khách hàng lúc nãy vừa mới làm dịch vụ cấy sau buổi thứ tư của Viện Thẩm mỹ Korea tại cơ sở 99 Triệu Việt Vương. Thì các bạn đang ngắm được chiêm ngưỡng da của bạn ấy sau 4 buổi cấy tế bào tươi của Viện Thẩm mỹ Korea. Đó, mọi người nhìn kỹ nha, da mặt của bạn ấy hoàn toàn mịn, sáng và vết thâm hoàn toàn đã là hết rồi. Đó, và ngày hôm nay thì đây mọi người đang được nhìn xem da của bạn như thế nào. Và mọi người có muốn nhìn lại cái hình ảnh mà ngày đầu tiên bạn ấy đến với Korea không ạ? Cảm ơn bạn rất là nhiều đâu mọi người nha. Mọi người nhìn kỹ nhá. Mọi người có thể nhìn thấy rõ cái hình ảnh ngày đầu tiên bạn ấy đến với Korea. Chắc là mọi người thấy cái sự thay đổi khá là ngoạn mục rồi. Bởi vì sau 4 lần cấy tế bào tươi của Viện Thẩm mỹ Korea thì da của bạn ấy bây giờ đã hoàn toàn sáng hơn rất là nhiều. Không biết là bạn có thể nhìn lại hình ảnh của mình và bạn có thể chia sẻ cảm nhận cùng với mọi người xem kết quả của bạn như nào. Thật ra là bây giờ em nhìn lại hình ảnh của mình cũng không nhận ra mình ngày trước đây nữa. Bây giờ không biết là ngày xưa mà nó lại xấu như thế đúng không? Vâng. Bây giờ tại vì do ngày xưa là trước đây bạn ấy đã sử dụng các loại kem trộn, cho nên bạn có thể chia sẻ xem là trước đây bạn sử dụng các cái kem như thế nào mà lại gây ra tình trạng da khủng khiếp như vậy không ạ? Thì trước đây em cũng muốn da mình trắng nhanh hơn, đẹp hơn, nhanh hơn ấy. Thì cũng có sử dụng một số kem như kiểu kem trộn hơn. Thế là bây giờ thành ra mặt bị lỗ chỗ, nhiều mụn, thâm. Sau đấy thì... Mà da rất là yếu. Da rất là yếu. Rất yếu. Thế bây giờ thì cải thiện hơn là nhiều. Da em bây giờ không còn cái vết thâm với cả sẹo sâu nữa ấy. Em rất là ưng ý. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chắc là mọi người cũng sẽ thấy được cái hình ảnh của bạn ấy thay đổi ngoạn mục như thế nào khi mà đến với Korea. Và tất cả những khách hàng có quan tâm đến vấn đề trẻ hóa da mặt, điều trị sẹo rỗ rồi nám và mụn thì làm trẻ hóa đồng đều sắc tố da có thể tìm đến cơ sở 7981 Hoàng Hoa Thám và 99 Triệu Việt Vương của Viện Thẩm mỹ Korea tại hai cơ sở này. Thì các chuyên gia của Korea sẽ liên hệ trực tiếp và tư vấn cụ thể cho các chị về tình trạng da cụ thể của mỗi người. Ok. Dạ. Hiện tại thì Korea là đang có cái chương trình ưu đãi cho dịch vụ tế bào tươi, chỉ còn có 4,9 triệu kéo dài từ giờ đến ngày hết dịp nghỉ lễ 30/4 và mùng 1/5 nha mọi người nhá. Thì các chị có thể sắp xếp thời gian đến trực tiếp hai cơ sở càng sớm càng tốt ạ, để được ưu đãi với cái giá thấp nhất, tốt nhất mà dịch vụ hiệu quả lại là cao nhất nha các bạn nhé. Chào các bạn, thực ra là mình cũng muốn nói thêm là trước đây mình cũng đã điều trị một số nơi, thẩm mỹ viện nhiều nơi rồi nhưng mà cũng không có hiệu quả nhiều lắm. Từ khi biết đến thẩm mỹ viện Korea thì mình đã điều trị tại đây ấy, thì mình cảm thấy rất là ưng ý. Và chắc chắn là cũng mong tất cả các quý vị khách hàng có những lựa chọn để đến một cái cơ sở mà đạt được cái mong muốn. Đúng rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Chào. Cảm ơn chị. Chào chị.